À, đoàn tham quan hành hương núi Tà Lơn, đoàn ở An Giang chúng tôi giờ đang dùng cơm sáng. Ai ơi, ăn cơm nó vất vả mà nó vui ông nội ơi. Ngồi ở dưới lườn xe ăn cơm luôn. Quá ngon rồi. Coi nghiệp ông chủ xe ông vô tới trong hầm xe ông ngồi. Ơi quá ngon nè, cơm nóng, cơm nóng nè, quá ngon rồi, cơm thảo cơm nóng nè. Ở vậy đây nè. Nó hàng giờ lên ghế ơi người ơi. Ôi ơi. Vừa nhão vừa sống vừa vừa sống mà vừa nhão mà vừa khác luôn. Ừ vậy đi. Vui không bà hai? À, con buồn dữ lắm bà ơi. Cơm vui quá ha. Áo trắng. Dạ ông ơi. Cơm trời ơi. Tối hả bà anh kia kìa. Vậy mới vui. Còn ai nữa? Ăn dưới cơm sao mà phát đưa lạ lạ sao. Con mà ăn hết rồi.